Chào các bạn. Thì thời gian qua mạng xã hội rất là xôn xao về cái nhiều YouTuber đi review về cái căn nhà của Nam Cam ở Tây Ninh. Đây là căn nhà cuối cùng và được nhiều người theo dõi. Và hôm nay mình sẽ làm một cái video về sự thật căn nhà cuối cùng của Nam Cam ở Tây Ninh. Như thế, xin mời các bạn. Em nuôi của ổng, em ổng làm con nuôi đó, là kêu hôm đó thằng anh là thằng hổ này nó mới kêu bằng cậu là cái thằng hổ nó bán bắt ngày cho thằng hổ rồi cái nó chặn hết cúc chặn hết hình cúc nó bán múc khắp đường này nè, có chứ không phải chủ nhà rồi chủ nhà mua sao sao này nó lên xây chứ cũng là dễ dầu thấy mà ta múc cái ao đập nhà làm đà là nó cũng đang quay cho cái ảnh anh đó ông chủ là không có lên những câu nhé làm đà nó kéo tiền hộp tiền cái bắt đầu cái là cái đợt mình Nam Cam bị bắt á rồi người ta nói nhà Nam Cam rồi sau này nó lên nó làm tiếp nữa bây giờ lắm lắm là nhà nhà này gốc là của ai của cái ông đó ông chết rồi vợ chồng chết hết rồi ông này cũng đi buôn bán sinh viên không à đúng rồi đó đồ ba cái dưới không có đồ nhà Nam Cam không ta thì đồn nữa là thì cái, ai cũng đồn những cam đó cũng cam đâu cam cỡ nhà nước thấy mất thì người ta đồn là cái lúc mà đương xây cái ngưng đó. Ngưng mà Nam Cam bị bắt á người ta nói là Nam Cam đó thì xây cái nhà này tính là tiền dữ lắm à có thằng hồi đó nó cũng vô trong vậy cái hình trong cái hình của ai có hình mặt ẩm không ừ có hình ẩm trong hả ừ hình có hình ẩm trong mà có liên quan không ừ thì cái ổng chủ nhà đó là ổng mà hồi đó là cái ông này ổng ổng xây là như vậy là ổng đưa tiền cho thằng con ổng là giả tỷ đưa 25 triệu đủ má lên nó chơi hết 50 rồi cũng mấy thằng con cũng từ thành vậy ăn rơ với vật tư chơi lên mấy thằng con già chết lên thằng là cũng chơi ma túy cũng chơi nhà này gần đây luôn hả nhà này hả thì mấy này dân thành phố chết lên thằng rồi nhưng mà có hình thì chắc cũng liên quan sao mới có chứ liên quan thì ông à, cái ông đó làm chủ nhà đó ông Tân ba Tân ổng cũng có cái chặn tao à để phan hâm mộ gì cũng đem cho hình Nam Cam gì cũng chân đó chị đâu phải hình Nam Cam cái hình ai em nói hình Nam Cam trong này mà đâu có Nam Cam đâu Nam Cam cũng có ông chủ nhà cái hình để mình thời này có ông ba Tân nó hình Nam Cam rồi phải bánh rồi tùm lum trong này
là cái nhà này. Ủa? Người dân bình thường đó. Vậy rồi sẽ không phải phòng đó hả? Ừ. Ủa cái hình bự lắm đâu ta? Ừ, nó cái thịt này nè. Hình tem nó phải nông cam, nó thấy ai đâu có hình nông cam đâu. Hình này nó dòng họ ông, anh em ông, hình nó chụp cái đầu trên mi ngay dưỡng. À. Bây giờ nào bây giờ, cổ vàng ngay chứ đâu quên. Còn hai thằng chết, hai thằng chị ke rồi. Còn một thằng hồi đó nó lên đây nó ở mà nó viền. Lên đây nó ở, nó đâu có mạnh cái gì, không mẹ là tiền đâu. Là như vậy là đúng mà gì thì cái em nó lâu lâu cái nó chạy về dưới đủ mẹ. Thì mấy ông phá ông phá là chắc nó nào phá chứ. Ông phá mấy đó cầm cái cỏ xe hàng là nó mới mấy lần hình tết không phải ông phá. Ừ vậy là ổng hồi đó là ổng nổi cục bú bú rồi cái bắt đầu ổng chạy vô thương Việt Đức á, ổng hổ cái bắt đầu khá khẩu luôn đủ rồi. Rồi mới thở oxy đem về đây nè. À. Thở oxy cái lựa cái ngày tốt cái rút oxy ra cho mát rồi. Mát rồi cái bắt đầu cái làm đám cái chở đi thiêu. Làm đám tại đây luôn. Ừ. Là ông đó ông Tân hả? Làm đám tại đây luôn. Thì thôi sao nó đòn cái 500 rồi mình dân hay đi cấp mà lại nó quay dữ vậy nhỉ. Ừ, đúng rồi. Có quay nhà ma hay gì đủ quay cái lên mạng nói ma đủ mà từ luôn đặt lâm chứ đâu phải này con đại gia nữa mua nhà này con đại gia nào tầm các cái em tầm mấy cây sò rồi nè hồi đó ông mua kiển này bên Thái nè ông mua mấy cây xưa này bên Thái ông gì ông trồng trồng rồi người ta phá cũng bánh rồi chúng ta nó bứng. Ừ. Như đây là cái vườn xanh vậy đó ha. Không gian xanh. Rồi cái cây này bị chặt luôn hả? Ai biết mấy biết làm chết mẹ nó bứng hồng cấp. Rồi bây cái này cây xưa. Hồi đó cũng bứng. Cây nào tốt cũng bứng mẹ. Chú nè, ở đây lạnh nó đúng, ở đây gần quá. Thì là chú đó giờ ở đây luôn đó. Nó lên đây cũng nói đúng. Rồi. Lì ấy ẩm ở đây đụng thì đâu chạy chui cái hấp thì phải chỗ này chị em đất này thôi không dưới hòa thành dưới dân Phước Điền vợ ông này phải không dân Phước Điền mà nhưng mà ổng buôn bán miên á vợ ổng buôn bán như người buôn bán miên là ông không mất nào. Nó ở đây nó lên nó ở nữa chứ đừng có gì vui mà. Đúng rồi, hồi xưa nhà tỉa tao với thành phố chứ. Không có tiền nữa là giàu là đi. Tao ông này buôn bán đồng nước ngoài. Của ổng có dòng họ vậy đó em chú? Có, dòng họ là dòng họ cái kiểu thằng Hổ là cháu của ông Ba Tân. Ông Ba Tân hồi đó làm con nuôi. Ổng cũng dân đông người Bắc lắm rồi. Ổng dân người Bắc, ổng đi thanh niên xung phong hồi xưa á. Ổng vô đó. Là ổng làm con nuôi. Ông nghe ông YouTube lại đem quay nói nhà ông cam không? Ông cam không? Thấy cái quang quang vậy nè, ổng lại nó quay đại nên tự đặt, đặt lại nè. Ừ. Ủa cái Không xét luôn ha. Inox. Cũng mới đây mà nhà nó cất 20 chưa được 1 năm. Tại bỏ quang mà nhìn thấy nó sơ hiện giờ ta cũng còn con cái tới nuôi mà nó lâu nó quýt lên đó. Nhà này đủ quá quay dữ lắm rồi quay máy nhảy trơn rồi đưa lên mạng rồi quay nhiều lắm nó quay lên rồi bây giờ thấy cũng đẹp lắm à. Mà cái là sáng mình tắm vô tắm là tàn là hình gia đình của ông đó, ông ba gì không chứ đâu phải có ông năm cam tao cái mà mình nể cái là hình gia đình người ta nó quay luôn xong rồi không biết nó kiếm đâu cái hình đó nó đưa vô nó quay luôn. Lúc đó còn cái tấm hình đó là mấy người đó quay là còn cái hình ổng sao tao lại hôm nay thấy cái hình ổng lại chắc con ổng dẹp rồi. Ừ. Có nói con quay lên dẹp. Ôi vậy gì. Bốn chút. Vậy là dẹp nó dẹp hình ba nó rồi. Là rốt cuộc không phải nhà ông Nam Cam. Chắc quá. Ừ.
nãy giờ đi xuống dạy thành phố rồi mình nói nó hỏi ở đâu, tôi nói gần nhà lầu Nam Cam đủ mãi chú không biết được đồn vậy cũng vậy chứ. Hình như nếu mà mấy ta nó quay hình như là mà có dính chú trọng á không, tao đâu có lợi à. Đó là... À, căn nhà này là được tin rằng căn nhà của trùm mafia Nam Cam, nhưng mà khi nhóm của chúng tôi đến đây tìm hiểu thì thật sự rất bất ngờ khi phát hiện chủ căn nhà thật sự này không phải là căn nhà của Nam Cam, mà thật sự đây là căn nhà của chú Phạm Văn Tân, hay là gọi là Ba Tân, cũng người ở Sài Gòn và ở đây cách nay 20 năm và cũng xây lúc và thời gian mà Nam Cam đang bị bắt đó, nên làm cho người xôn xao, người ta tưởng rằng làm cho nhiều bạn nghĩ rằng đây là căn nhà của Nam Cam, của trùm mafia Nam Cam. Căn nhà này được xây dựng ra nhiều giai đoạn, theo người dân địa phương ở đây á, được xây dựng qua hai giai đoạn, có cái giai đoạn đầu và sau đó là hoàn thiện sửa chữa. Thì người chủ này thật sự là một cái người ở thành phố Hồ Chí Minh tên là Phạm Văn Tân, thì là Việt kiều Campuchia, buôn bán bên Campuchia và ở thành phố Hồ Chí Minh, và có người vợ là ở Thanh Điền, rồi có cái bà con, cái người bà con ở tại Hậu Đức này bán lại miếng đất và tiến hành xây dựng. Chú Phạm Văn Tân này là ở đây và mất ở đây, và căn nhà này thì vẫn hiện nay vẫn là con của chú và sở hữu, và hiện nay một trong những người con của chú đang đi bán miếng đất này. Nếu thấy hay, các bạn cho xin một like, một đăng ký kênh và một chia sẻ.